Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 272 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1396 Mang đi Da mặt cò rút Trong lòng của Lạc Dân Hải trở nên nặng nề Quay đầu nhìn mọi người phía sau của mình Bất lực lắc đầu Những người này đều là cường giả hoàng giai bình thường trong Lạc Gia không phải là đối thủ của ba hoàng gia định phòng do thánh sơn bồi dưỡng ra nếu chỉ có ba người bọn họ thì cũng thôi đi bọn họ có thể dùng số đông áp đảo nhưng mà lại xuất hiện cái tên sơn chủ thánh sơn này nữa nên biết rằng sơn chủ thánh sơn chính là người đứng đầu thánh sơn nhất định của tu vi thánh giả định phòng những cường giả như là trác quản gia lệ kinh thiên đang thanh sinh đều không có ở nhà bằng mấy người bọn họ ở chỗ này sao có thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Trong lòng của Lạc Dân Hải chỉ biết than thở, hắn đã chuẩn bị tâm lý chết rồi. Ba người từ thiên xuyên, mai dao soạn xoẹt vẻ mặt cười tà phóng về phía mọi người. Sát khí trên thân của bọn họ càng thêm cường hãn khí thế khủng bố như muốn đè sập Lạc Gia Thành. Chờ một chút, thế mà ngay lúc này lại có một tiếng hô thanh lệ phát ra, sau đó một bóng người quyển chuyển bỗng dưng xuất hiện trước mặt của mọi người ngăn cản bóng dáng sát khí đằng đằng ở phía trước kia. Không thèm liếc nhìn nàng, mạnh hạo đông vẫn lạnh mặt như cũ. Từ thiên xuyên mới cười lạnh, chăm chọc nói, Thế nào, tiểu cô nương, ngươi muốn là người đầu tiên chết dưới đau của ba người chúng ta sao? Các ngươi dám giết ta sao? Chỉ sợ có người sẽ không có bỏ qua các ngươi đâu. <laughs> khẩu khí thật lớn, chúng ta là đệ tử Thánh Sơn, chẳng lẽ chỗ dựa của các ngươi có thể địch nổi Thánh Sơn của chúng ta sao? Đương nhiên là ai Ai ngu xuẩn không sợ chết như vậy Xa cuối chân trời gần ngay trước mắt mỉm cười Tai ngọc của nữ nhân kia Chỉ về phía mạnh hạo đông Không khỏi sững sờ Ba người từ thiên xuyên ngốc trệ Mì mắt rung lên Mạnh hạo đông cũng nghi ngờ liếc nhìn nàng Cười tà nói Tiểu cô nương ngươi biết ta sao Không biết Vậy ngươi dựa vào cái gì để ta bảo vệ ngươi chỉ bằng thứ các ngươi muốn lấy được từ ta cao ngạo nhướng mày nữ nhân hét lớn mi mắt nhẹ rung mạnh hạo đông liếc nhìn nàng có một chút không hiểu từ thiên xuyên nghe vậy phì cười diễu cợt nói tiểu nha đầu ngươi quá yêu bản thân của mình rồi ngươi cho rằng ngươi là ai đệ nhất mỹ nữ của thánh vực sao mạnh sơn chủ của chúng ta bụng đói ăn hoàng sẽ vì tiểu nha đầu của nhà ngươi mà ngay cả danh tiếng của thánh sơn cũng không có để ý sao Ta là ai hả? Mai nhíu chặt, nữ nhân phì cười một tiếng, chăm chú nhìn Mạnh Hạo Đông. Mạnh Sơn Chủ, nếu như ngươi thật sự là đệ lục Sơn Chủ của Thánh Sơn, thì sẽ quý trọng sở khuynh thành ta, giống như là lệnh lan Mạnh Hiểu Phong, cùng sư phụ ta Diễm Hoàng. Cái gì? Thì ra, ngươi ở chỗ này sao? Cuối cùng, Mạnh Hạo Đông cũng đã hiểu ra, nghi ngờ nhìn mấy người lạc già nói. Nói như vậy, lúc trước ngươi mất tích ở Đan Hà Tông là do bọn họ bắt đi sao? Không phải bắt đi mà là ta tự nguyện đó. Mặc kệ bắt đi hay là tự nguyện, nói tóm lại, bọn họ nhất định có quan hệ đến cái chết của nhi tử ta. Mạnh hạo đồng nhất thời phóng xuất ra tức giận ngập trời, quy áp khủng bố, khiến cho tất cả mọi người thở không nổi. Cho dù ba người từ thiên xuyên cũng giống vậy, quán sợ đến không có tự chủ lui về phía sau. Mạnh sơn chủ này đúng là tức giận rồi nói vì sao mà nhi tử của ta lại chết trước kia không có để các ngươi vào mắt là cảm giác được các ngươi không có năng lực này nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực lão phu cũng nên thẩm vấn một chút mạnh sơn chủ ngài đang nói cái gì thế chúng ta không hiểu chuyện của lệnh lan không có quan hệ với chúng ta trong lòng biết rõ nhưng mà lạc dân hải giả vờ ngây ngốc bởi vì trong lòng của hắn hết sức rõ ràng nếu tin tức Trác Phàm giết Mạnh Hiểu Phong bị bại lộ, Trác Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Lạc gia bọn họ cũng sẽ chung cùng luôn, nhưng mà chỉ cần bọn họ cắn răng không nói, mặc dù sẽ chịu quỷ quốc lớn, nhưng mà lại không có nguy hiểm đến tính mạng hòa diệt tộc. Bởi vậy, chuyện này của đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không có thừa nhận. Chỉ chờ tới lúc Trác Phàm trở về giải cứu bọn họ là được rồi. Nhưng mà Mạnh Hậu Đông không có để ý lời khai của bọn họ, chỉ để ý đến khoái cảm báo thù. Không thừa nhận có đúng không? Ta cũng không cần các người phải thừa nhận, dù sao chuyện này các người không thoát khỏi quan hệ. Từ thiên xuyên, ba cái tên tiểu gia quả các người giết sạch bọn họ cho ta, không để lại một tên. Dân, mạnh mẽ gật đầu, ba người mới cười to, đột ngột lao xuống. Lạc dân hải, nhìn thấy vô cùng kinh hãi tay nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Sở Khuynh Thành mới lập tức lắc mình, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm trong nháy mắt đưa lên cổ của mình hét lớn các ngươi dám nếu hôm nay lạc gia có một người thương vong sở khuynh thành tà sẽ cùng với bọn họ xuống hoàng tuyền tâm nguyện trăm năm của các ngươi cũng sẽ chôn theo khoan đã nghe được cái lời này mạnh hạo đông mới dỗ vàng khoát tay chặn lại kêu lớn lên một tiếng mấy người từ thiên xuyên bỗng dưng dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn chờ mệnh lệnh lạnh lùng nhìn chầm chầm sở Quynh Thành, mạnh hạo đồng trầm giọng nói, Ngươi có quan hệ gì cho bọn họ mà bảo vệ như thế? Ngươi không cần phải quản đâu, dù sao chuyện của nhi tử ngươi cũng không có quan hệ đến bọn họ. Thả bọn họ, ta sẽ nói với ngươi. Nếu không, ngươi có được đến chỉ cùng là một cái thi thể thôi, vĩnh viễn không có giải được bí ẩn. ngẩng đầu lên, sở khuynh thành cười lạnh nói. Mạnh hạo đồng hiếp mắt, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng bật cười gật đầu. Được, không có nghĩ tới Diễm Hoàng, con có thể giao ra đồ đệ đầy đủ kiên cường thế này. Để thành kiếm xuống đi, ta đồng ý với ngươi. Nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta, từ nay về sau, nghe ta phân phó, ta sẽ thả bọn họ. Suy nghĩ một chút, sở Huynh Thành quay đầu nhìn vẻ mặt buồn bã của mấy người lạc gia, bình tĩnh gật đầu. Được, đã như vậy, đi theo ta vẫy tay sắc mặt của mạnh Hào đông trầm ổn quay người rời đi rất nhanh âm thanh truyền đến tai của mọi người còn gia chủ của lạc gia nữa cùng với lão phu đi thánh sơn lão phu có việc muốn hỏi người đáp rõ ràng thì không sao đám người còn lại lão phu không có truy cứu hít một hơi thật sâu lạc dân hải quay đầu nhìn mọi người gật đầu đồng ý mới dội cất bước bay về phía không trung sau đó mới cùng sở huynh thành nhìn nhau hai người cùng nhau theo sau. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại có ba người từ thiên xuyên, cả đám lạc gia vô cùng lo lắng. Gia chủ lần này vừa rời đi, lành ít dữ nhiều, không biết trác quản gia khi nào mới trở về để tìm cách cứu viện gia chủ. Thế nhưng, mọi người còn chưa có kịp đau lòng, một tiếng động lớn đình tài nhức ốc, giang vọng bên tai. Ngay sau đó, liền đã thấy mấy đạo nhân ảnh rơi xuống mặt đất miệng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cả một mảng trong mắt co rụt lại lạc dân thường quay đầu nhìn ba người từ thiên xuyên cười to hạ xuống trước mặt của bọn họ các ngươi làm cái gì mạnh sơn chủ đã đồng ý buông tha chúng ta vì sao mà các ngươi sơn chủ nói không có giết các ngươi nhưng mà không có nói là không đánh các ngươi sơn chủ vừa nói buông tha các ngươi nhưng mà chúng ta chưa có nói là tha hay là không đâu cười lạnh ba người từ thiên xuyên ác độc mắng chửi cái tên chó trác phàm đúng là to gan dám là dở mặt với chúng ta hãy chúng ta bị thánh sơn xử phạt chúng ta nhất định không có bỏ qua cho hắn chờ hắn trở về ta muốn để cho hắn nhìn kỹ một chút những con kiến hôi hoàng dực các ngươi dám đắc tội với thánh sơn sẽ có kết cục gì chứ trong mắt có rụt lại sắc mặt của lạc dân thường trong nháy mắt trầm xuống một tháng sau hai đạo lưu quang xẹt qua dân không Trác Phạm nhìn cái thành trì trước mắt cười vui vẻ nói Nhanh về nhà thôi không biết nhiều ngày như vậy đã đi qua Quynh Thành có nhớ ta không? Chắc chắn là nhớ cha cũng không chỉ có một mình Quynh Thành rồi Kiếm đồng bên cạnh cười trộm Trác Phạm nhẹ liếc nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu Bất chợt lại có vài chục đạo lưu quang bay tới Chớp mắt đến bên cạnh hai người bọn họ Thân hình lộ ra chính là mấy người đang thanh sinh cùng với lệ kinh thiên cũng đã trở về tới nhìn thấy trác phàm bị lùi tu vi đại khái là đến cảnh giới trúc cơ thất trọng mọi người ngạc nhiên hỏi trác quản gia ngài lại đột phá sao đúng vậy cha của ta hiện giờ đã là thánh giả rồi ngẩng đầu kiếm đồng báo tình vui mọi người kinh dị liếc nhìn hắn hả nhanh vậy sao đều là cơ duyên khẽ cười một tiếng trác phàm khoát tay nói kiếm hoàng luyện quá nhiều ma khí như vậy ta thấy nếu cứ vậy mà tiêu tán quá đáng tiếc rồi cho nên hấp thu tất cả vừa lúc đột phá mọi chuyện diễn ra tự nhiên trôi chảy dù nói thế nào trên người của hắn có ma khí giống ta hấp thu càng thêm dễ dàng không có bị lãng phí mọi người hâm mộ gật đầu nhưng mà đang thanh sinh vẫn nhắc nhở trác quản gia có thể một lần nữa đột phá đúng là đáng mừng nhưng mà cũng muốn nhắc ngài tuyệt đối đừng có giống những lão già đó. Lần này xem như là chúng ta chứng kiến được cái gì gọi là tẩu quả nhập ma. Những tên kia chỉ có sức mạnh tăng lên, đạo pháp lại hoàn toàn sụp đổ, không ra thể thống gì, chẳng khác nào là giả thú. Nếu mà dùng cái giá như vậy đột phá thánh dài, lão phu tình nguyện tu vi trì trệ không tiến. Đúng vậy, nhưng mà các ngươi yên tâm, ta có chừng mực gật đầu mỉm cười trác phàm lại hỏi như vậy ba trong bác hoàng còn lại các người đều xử lý sạch sẽ chứ liếc nhìn nhau mọi người đều cười lớn một tiếng không có nói gì cuối cùng vẫn là lệ kinh thiền bẩm báo trác quản gia yên tâm đi những người kia luyện công đến điên dại rồi xuất thủ không có kết cấu gì chúng ta đơn thương độc đấu bắt lấy bọn hắn có một chút khó khăn nhưng mà năm sáu người dây kính cũng đủ để tiêu diệt Vậy thì tốt, chuyện này chấn động không nhỏ. Về đến gia tộc á, lập tức phái người tuyên dương khắp nơi. Đây là thánh giả Thánh Sơn cho người xuống núi gây sự để chúng ta có lý do tuyên chiến với Thánh Sơn. Dân, bình tĩnh gật đầu mọi người cùng tuân chỉ. Chợt kiếm đồng sững sờ chỉ nơi xa sợ hãi kêu lên. Phủ thân, nhìn kìa, cờ của chúng ta trên thành tường sao mà lại ngã trái ngã phải thế kia? ngay cả thành tường cũng bị quỷ hơn phần nữa, không phải sẽ có người đến tìm chúng ta gây sự chứ? Chắc là không. Trác Phàm lo lắng nói, hiện tại Hoàng Dực là thiên hạ của chúng ta, ngoài tầm tay giới của Thánh Sơn, còn ai dám kiều chiến chúng ta chứ? Trừ phi... Ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Trác Phàm đạp chân xuống, đột ngột phóng về phía trước. Mọi người thấy vậy cũng theo thật sát. Chương 1397 Không nhìn được âm thanh rồi già, thanh thúy, lọt gian giọng. Trong nội diện của Lạc phủ, mười mấy người đã bị cột lại treo lên. Mấy người Lạc dân thường cũng ở bên trong. Giờ khắc này, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Chỉ có con người kiên định hiện ra ánh sáng sắc bén. Lại đánh ra một roi, khúc hướng phong, không có kiên nhẫn ném roi xuống đất. Quay đầu nhìn về phía từ thiên xuyên nói. Đại ca đã đánh gãy mất mấy trăm cây roi rồi, Đủ rồi ta đã mệt mỏi quá đi Đủ sao Làm sao mà đủ được Bây giờ chúng ta bị các sư thúc sư bá Thánh Sơn Xem như là trò cười Đường đường là đệ tử của Thánh Sơn Thế mà bị cái tên Tạp Chủng Hoàng dực, Đùa nghịch xoay như là chồng chóng Chúng ta còn mặt mũi nào Mà lăn lộn ở Thánh Sơn đây Hùng hăng phất tài Từ thiên xuyên ác độc Nhìn mấy người lạc dân thường Nghiến răng nghiến lời nói Mà tất cả mọi thứ này đều là do bọn họ tạo thành Hiện tại Hoàng Dực chỉ biết của Lạc Gia mà không biết Thánh Sơn. Quá thật khi quân phạm thượng buồn cười. Thế nhưng Mạnh Sơn Chủ nói không có thể giết bọn họ đó. Thì không có thể giết cho nên mới đánh bọn họ cho hả dẫn. Hùng hằng liếc mọi người. Từ thiên xuyên khẽ dương tai cả giận nói. Mang roi lại đây cho ta, lần này để cho ta quất. Bất đắc dĩ lắc đầu, khúc hướng phòng đưa ra một cây roi già mới tình từ thiên xuyên mạnh mẽ kéo kéo tựa như là thử tính dẻo dài của nó sau đó mới cười to nhìn mọi người như lựa chọn con mồi chỉ chốc lát sau hắn đến trước mặt của một tiểu cô nương khẽ gật đầu chính là nàng ta vừa dứt lời từ thiên xuyên dùng roi da ra lạc dân thường nhìn thấy khẩn trương nói dừng tay bọn chúng chỉ là con nít thôi không có chịu được cực hình này cũng bởi vì không có chịu được mới tra tấn chứ Quán hận cười một tiếng từ thiên xuyên khinh thường nói những người như là các ngươi đạt tới linh dương cảnh coi như là bị phong tu gì da vẫn là dày thịt vẫn béo đánh lên tổn thương được bao nhiêu chứ chính vì tiểu cô nương tu luyện không có tới nơi tới chốn đánh lên mới khoái mới có thể chân chính đánh đào tới tâm can nói xong roi da kia như linh xà giọt tới lạc dân thường nhìn thấy trong lòng vô cùng khẩn trương tư phàm thế nhưng Lạc Tư Phạm sớm đã ngất đi, không có nghe tiếng gì. Thế mà ngay lúc này, âm thanh trầm đục phát ra, roi da như là đinh xà kia, bị một đạo thiết trảo tóm chặt lấy. Thân thể ngừng lại, từ thiên xuyên, cảm thấy roi da bất động, khẽ giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy một người bắt roi kia không ai khác, chính là Trác Phạm. Nhưng mà giờ khắc này, khuôn mặt của Trác phàm tái nhợt, mấy người đang thanh sinh, sắc mặt không tốt nhìn bọn họ, song quyền nắm chặt bọn họ chỉ ra ngoài có mấy tháng đã biến gia tộc trở thành thế này thật sự khinh người quá đáng lạc dân thường cùng từ thiên xuyên cùng nhau kêu lên lạc dân thường vui mừng từ thiên xuyên phẫn nộ đến thân thể run rẩy không ngờ roi da của mình đã bị kiến hồ như hắn nắm chặt lạnh lùng nhìn hắn vẻ mặt của trác phàm âm trầm đến đáng sợ thi thầm lên tiếng bây giờ lạc gia ở hoàng dực đã không ai dám đến trêu chọc Thánh Sơn lại ngoài tầm tay giới, trừ ba cái tên thiếu gia bù nhìn các ngươi càng quấy ra thì còn ai. Thế nhưng tỷ lệ loại chuyện này phát sinh rất nhỏ, không phải là hiện tại các ngươi đang nhẹ nhàng hưởng phúc sao? Không có nghĩ tới đúng là các ngươi. Trác Phạm, ngươi đúng là to gan, thì ra ngươi trăm phương ngàn kế xem chúng ta như là con rối mà đùa nghịch sao? Da mặt rung lên, từ thiên xuyên tức giận cười ra tiếng cái tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi dù là mạnh sơn chủ đồng ý buông tha lạc gia nhưng mà ngươi tuyệt không có thể bỏ qua người đi chết đi vừa dứt lời từ thiên xuyên đạp chân xuống trong nháy mắt đã phóng về phía trác phàm tung ra một chưởng đầy sát ý đột ngột đánh đến phía mặt của hắn thế nhưng cái tiếng động vang lên một chưởng đầy sát ý kia cũng đã bị trác phàm vững vàng nắm chặt khúc hướng phong và vũ thiên thu kinh ngạc đến ngay người bọn họ tuyệt đối không có ngờ tới một thánh giả đỉnh phong như từ thiên xuyên đã bị trác phàm một chiều ngăn cản từ thiên xuyên cũng ngờ ngác nhìn trác phàm với ánh mắt không có thể tin được đồng thời cố hết sức rút tay ra ngoài hắn mới phát hiện dường như tay của hắn đang bị đóng trong bê tông cốt thép vậy dù có dùng sức thế nào cũng không có thể nhúc nhích được không có để ý đến ánh mắt kinh dị kia trác phàm lạnh lùng nhìn hắn nghi ngờ nói Mạnh Sơn Chủ sao? Là đệ lục Thánh Sơn, cha của Mạnh Hiểu Phong. Nếu biết, còn không mau buông tay, muốn chết có phải không? Hùng hăng, co rúng cánh tay, cảm giác càng thêm chặt chẽ. Giống như là kiềm sắt tích chặt hơn, đau cho đến tận xương tủy. Từ thiên xuyên khàn giọng quát lớn. Trác phàm, bỗng dưng rung tay, toàn thân thể của từ thiên xuyên đánh về phía hắn. Chưa kịp phản ứng xảy ra cái chuyện gì, Âm một tiếng, toàn bộ thân thể của hắn đã bị trác phàm dỗ thành bùn nhão từng khối huyết nhục dằn bốn phía máu tươi đã chảy ra dung dãi khắp mặt đất hai người khúc hướng phong nhìn cho đến nghẹn họng trần trối tay run rẩy chỉ trác phàm nói ngươi người dám giết đệ tử của thánh sơn các ngươi không có muốn sống sao chúng ta sống hay là chết không có quan hệ đến các ngươi khuôn mặt băng lãnh nhìn hai người trác phàm mới chợt lộ ra một nụ cười tà ác dù sao các ngươi cũng không có nhìn thấy. Nói xong, Trác Phàm ra hiệu cho hai người đang thanh sinh hiểu ý của hắn, mấy vị cao thủ kiếm dương tùy ý dùng tay lên. Tần đạo kiếm cương khủng bố đột ngột bay lượng về phía hai người, chớp mắt là tới. Nếu dựa vào công pháp võ kỹ của các đệ tử Thánh Sơn sẽ nhỉnh hơn trước mặt của cao thủ Hoàng cấp, nhưng mà trong mắt kiếm dương truyền thừa của kiếm đế không chịu nổi một kích. Chỉ trong chớp mắt tiếng kêu thảm của hai người còn chưa có kịp phát ra thoáng chốc thân thể đã bị chia năm xẻ bảy chôn sườn xuống đất không thèm nhìn bọn hắn trác phàm phất tài, ra hiệu cho mọi người tháo dây cho tất cả người trong gia tộc tự hắn cởi trói cho mấy người lạc dân thường nhìn bọn họ thương tích đầy mình vô cùng đau lòng đến tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì dân hải cùng khuynh thành đâu liếc nhìn nhau mọi người liền kể qua mọi chuyện một lần Đến lúc này, Trác Phàm hiểu rõ mọi chuyện, sau đó lại kỳ quái, nhìn bọn họ hỏi. Nói như vậy, không phải là tên Mạnh Sơn Chủ kia xuất thủ phong tu vi của các ngươi sao? Chỉ bằng ba cái tên kia đã bắt tất cả mọi người lại. Vì sao chứ? Còn không phải là dân thường tỷ lo lắng kế hoạch của ngươi sao? Lúc này, Sương Nhi hung ác, liếc nhìn Trác Phàm giải thích. Giống là ba người kia quấy rối, chúng ta muốn xuất thủ rồi nhưng mà dân thường tỷ ngại thân phận của bọn họ sợ kinh động ảnh hưởng đến đại kế của người cho nên bảo chúng ta chịu đựng dù sao là bọn họ cũng không có muốn lấy tính mạng của chúng ta chỉ chịu quỷ khuất một chút thôi không có việc gì nghe được lời này trác phàm khẽ giật mình nhìn lạc dân thường nàng vui vẻ nhìn hắn nói ai bảo tất cả kế hoạch của ngươi đều để trong lòng chúng ta không có biết gì cả sao mà dám hành động thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến đại kế của ngươi chứ hiện tại huynh thành cùng với dân hải đều đã đến đệ lục thánh sơn xem như là tạm thời ổn định người của thánh sơn nếu chúng ta phản kháng ba cái tên tiểu tử kia lại đâm chọc thánh sơn đây không phải là chuyện xấu sao cho nên một chút vết thương da thịt của chúng ta tạm thời chịu được mà chỉ có một chút này không chịu được thì đại mưu sẽ loạn chờ ngươi trở về thương thảo khi nào động thủ chúng ta lại tính cái khoản nợ này cũng không muộn. Nếu không, sớm động thủ sẽ thất bại trong gan tất, không có tốt lắm. Đại tiểu thư, ngươi vẫn như vậy, biết rõ đại cục, không hổ là thủ lĩnh của Lạc Gia. Cho dù dân hải không có ở đây, ngươi vẫn có thể trưởng quản Lạc Gia đàng hoàng. Trác phàm cười lớn, khen ngợi Lạc Dân Thường. Lạc Dân Thường mỉm cười, nhìn thịt rơi đầy đất, trong mắt lóe lên tinh mang. Nhưng bây giờ xem ra thời cơ của trác quản gia đã chín mùi. Cũng không có tính là quá chín mùi, nhưng mà ta không nhịn được rồi. Sâu trong mắt của trác phàm, dấy lên lửa giận hừng hực. Bỗng nhiên hắn quay đầu, nhìn về phía tất cả mọi người nói, nếu Sơn Chủ Thánh Sơn đã tìm tới cửa, xem ra chúng ta không thể không chiến. Lệ Kinh Thiên, Cưu Diêm Hải, có thuộc hạ, các người lập tức đến Long Dực một chuyến đi, xác nhận với Long Tộc một chút, mặc kệ Hiện tại bọn hắn đã tiến hành đến bước nào? Điều phải quang minh tuyên chiến với Thánh Sơn, Hậu Phương Hoàng Dực đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, chỉ chờ là bọn hắn đi vào, hai bên có thể chính diện đối quyết, đây chẳng phải là sở trường của bọn họ sao? Nếu để quá lâu, Hoàng Dực lại bị Thánh Sơn chinh phạt trở về, thì chiến tuyến sẽ bất lợi cho bọn họ, báo là bọn họ mau chóng quyết đoán, phải mấy trăm cao thủ cho lão tử tăng thành thế cũng được. vâng khom người cúi đầu, hai người mới nhanh chóng rời đi, chấp hành mệnh lệnh. Tuyết thành kiến, thiên địa song tôn. Có, các người lập tức đem tất cả nhân mã của Lạc Gia đi ra tạo thành thế. Thánh Sơn bất nhân, cướp bóc tư nguyên hoàng dực, chen ép nhân tu bình thường tu luyện, còn không ngừng, phái người quấy rầy hoàng dực. Xem tu giả như là nô lệ mà đối đãi bọn họ còn tu luyện tà công. Đem tất cả mọi người như là heo mà tu dưỡng, dù là nhân khẩu mất tích vài ngày trước hay những chuyện mà bác hoàng điên gây ra đều đẩy lên người của thánh sơn còn ba cái tên từ thiên xuyên đã có vết xe đổ rồi mọi người đã sớm không có ấn tượng tốt với thánh sơn dội hết nước bẩn lên người của bọn họ mọi người sẽ đều tin cả trong mắt lóe lên một đạo tinh mang trác phàm cười tà nói ta muốn triệt để bầu xấu thanh danh của thánh sơn ở hoàng dực người người kiều đánh người người tru diệt Dân, ba người mới cúi đầu cũng ngay lập tức đi xuống. Lạc dân thường mi mắt nhẹ rung. Nhưng Thánh Sơn quá mạnh, cho dù người của Hoàng Dực có tin tưởng những việc này cũng sẽ giận mà không dám nói gì bo bo giữ mình. Ta biết, dù sao ta không có cần bọn họ lên chiến trường, chỉ cần là bọn họ ở sau lưng chống đỡ là được rồi, mà bọn họ cần có người dẫn dắt. nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Lạc Dân Thường Đại tiểu thư, ngươi dùng danh nghĩa của Lạc Gia lấy lý do dân hải đã bị Sơn Chủ Thánh Sơn bắt đi. Thông báo cho toàn bộ Hoàng Dược, chúng ta tuyên chiến với Thánh Sơn. Cái gì? Tuyên chiến? Khẽ sững sợ, Lạc Dân Thường trầm ngâm một chút, lo lắng nói. Một khi mà tuyên chiến, sẽ chính thức đánh đó. Nhưng bây giờ, long tộc bên kia còn chưa có tin tức. Hiện tại tuyên chiến có phải là sớm không? Yên tâm đi, tuyên chiến không phải là khai chiến khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo trác phàm nắm chặt hai tay trí tuệ vững vàng ta đã khiến cho tất cả mọi người của thánh Dực, bao gồm thánh sơn đối với lần tuyên chiến này của chúng ta phải cẩn thận mà đối đãi đó chương một nghìn ba trăm chín mươi tám ép hỏi chuyện trong ba tháng qua những chuyện xấu gần đây xảy ra ở thánh Dực, tất cả đều đã bị lạc gia truyền bá xuống do thất thánh sơn làm điều này chấn động trong toàn bộ mọi người trong thánh dược, tạo nên cái hiệu ứng hoành động khó có thể tưởng tượng được. Mới đầu, mọi người còn nửa tin nửa ngờ, hoặc nói bọn họ căn bản không có muốn tin tưởng, chỉ vì trong lòng sợ hãi. Dù sao, những chuyện này là thật, điều này cũng có nghĩa là bọn họ cùng với Thánh Sơn trở thành tử địch. Nên biết rằng, bác Hoàng vì Luyện Công đã hại chết không biết bao nhiêu là người ở Hoàng Dược, Giống như mấy người từ Thiên Xuyên dựa vào thánh sơn đưa ra cái lệnh chém kia cũng hại chết rất nhiều người hoặc là nhiều hoặc ít đều có quan hệ đến tất cả mọi người sâu trong nội tâm bọn họ đều là muốn báo thù cho những người chết thảm nhưng mà vì thế lực của phe đối lập quá lớn thế lực yếu ớt như là bọn họ sao mà dám nói ra suy nghĩ này cho nên trong tiềm thức mọi người chỉ muốn qua loa cho xong chuyện cảm thấy hết thảy mọi người chỉ là hiểu lầm thanh sơn không quát ý thụt quên đi nhưng mà hiện tại Lạc gia dán tấm màn che này lên, cho thấy là Thanh Sơn cố ý hành động, thật sự muốn bọn họ chết. Nếu bọn họ còn không có phản kháng, chẳng khác nào cam tâm tình nguyện làm thịt cá cho mấy người đó băm sao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự, nội tâm đã dậy dụa mạnh liệt. Thánh Sơn cường đại như thế, bọn họ làm sao mà can đảm yêu cầu Thánh Sơn giải thích, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn dường như là sớm dự đoán sợ hãi của mọi người ngay tại thời khắc mấu chốt có thể cản trước mặt của bọn họ lãnh tụ vì bọn họ xuất đầu lộ diện chính nghĩa hoành không xuất thế từng bản cáo thị giàn rực dán khắp ngõ ngách của hoàng dực lần nữa đã khiến cho toàn bộ thánh dực kinh hãi có câu thiên địa bất nhân xem dạng vật như su cẩu thánh nhân không tốt đoạn quyết nhục của bách tính các phàm lạc gia nay quyết định thế thiên hành đạo phổ biến cho anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng thảo phạt Thánh Sơn, trừng phạt tội ác của bọn họ, bình ổn quán niệm của bách tính, làm cho thiên đạo trong sáng. Tất cả mọi người, phố lớn ngõ nhỏ đều kinh ngạc đến ngay người khi mà nhìn thấy cái dòng chữ đỏ thẩm. Đây là Lạc Gia muốn thảo phạt Thánh Sơn. Mọi người châu đầu ghé tai liên tiếp nói, chuyện này sao có thể chứ? Toàn bộ thánh dực, ai có thể so với thực lực của Thánh Sơn? Lạc gia tuy là nhân nghĩa nhưng mà sao dám mạo hiểm thiên quy. Đáng tiếc bác hoàng đã biến mất rồi. Lạc gia trưởng quản hoàng dực. Chúng ta mới có thể có mấy ngày thái bình. Kết quả hiện tại lạc gia lại đi tìm cái chết. Cần gì chứ? Đúng vậy lạc gia lấy trứng chọi đá sao chứ? Người khắp các ngõ ngách của hoàng dực nhìn thấy cái bản cáo thị này đều lắc đầu thở dài. Lạc gia mà rời đi có ai đến nhất thống hoàng dực đấy? chỉ có một số ít người nhiệt quyết sôi trào quyết định tìm lạc gia nương tựa cùng với bọn họ tham chiến cho dù biết rõ chỉ là có một con đường chết thôi cũng nguyện ý quanh quanh liệt liệt mà chiến hào khí ngút ngàn nhưng rất nhanh một chuyện phát sinh chấn kinh tất cả mọi người trong thánh vực bao gồm cả đại cao thủ của thất thánh sơn khiến trong lòng của mọi người thay đổi suy nghĩ đệ lục thánh sơn trong gian mật thất tối tăm hai tay của Lạc Dân Hải bị đóng đinh trên thập tự giá. Máu tươi đỏ thẫm róc rách chảy xuống, nhuộm đỏ cả phiến đá đen dưới chân. Bốn phía quả diễm không ngừng lấp lóe mờ nhạt, chiếu rọi hai gò má tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Đối diện với hắn là một thân ảnh quen thuộc, lạnh nhạt chăm chú nhìn hắn. Không ai khác, chính là đệ lục sơn chủ Thánh Sơn, mạnh hạo đông. Chậm rãi tiến lên trước xoa mặt sưng dù cùng với vài vết máu đã khô trên mặt của hắn. Mạnh hạo đông phi cười một tiếng sâu xa nói, miệng vẫn rất cứng, lão phu lại cho ngươi một cơ hội, thành thật khai báo đi, nhi tử của ta làm sao mà chết, người nào xuất thủ, ta, ta không biết. Lạc dân hải giật mình lo lắng ngẩng lên nhìn hắn, thở hồng học mấy hơi, thi thao phát ra tiếng, thế nhưng còn không có đợi hắn nói kết thúc âm thanh trầm thấp đã vang lên thân thể hắn co rụt lại sắc mặt bắt đầu dặn dẹo vô cùng thống khổ nhưng mà hắn vẫn cắn răng không la lên một tiếng ngực của hắn đã bị đinh thép hung hăng cắm vào đinh thép này bàn tay mạnh mẽ siết chặt đang không ngừng xoay tròn máu tươi cũng từ miệng vết thương cuồn cuộn chạy xuống giống như là một dòng nước tuôn trào tuy lão phu đã đồng ý với nhà đầu kia không có thương tổn đến tính mạng của người nhưng đôi khi còn sống, thống khổ hơn so với cái chết đó. Hung hăng nhìn hắn, mạnh hạo đông, cắn chặt hàm răng, tức giận rống lên. Nói, nhi tử của ta là ai giết? Ta không biết. Lạc dân hải vẫn là hai mắt nhắm nghiền, tê tâm liệt vế, rú lên thảm thiết. Da mặt co rút, mạnh hạo đông càng thêm tức giận. Còn không nói thành cho ta biết sao? Nếu người không có biết rõ chuyện của nhi tử ta, vì sao mà sở huynh thành ở lạc gia các ngươi ta đã nói qua nàng tự đến ta cái gì cũng không biết đánh rắm với chút thực lực của nàng đang hạ tông không có thả người nàng có thể tự mình đi ra ngoài sao hơn nữa giám sát nàng ta đều là cao thủ hoàng giai không có người giúp nàng nàng có thể đi ra sao chuyện này diễm hoàng đã sớm thông báo cho lão phu rồi ngươi còn muốn lừa bịp lão phu có đúng không tiếng của mạnh hạo đông gào lớn cây đinh trong tay xoay chuyển càng nhanh đau cho đến toát mồ hôi lạnh rơi lẫn vào trong dòng máu nhưng mà lạc dân hải vẫn không có hé miệng ta làm sao mà biết ta chỉ biết nàng đi vào lạc gia của chúng ta chỉ nói nàng từ Đan Hà Tông mà đến muốn gia nhập vào lạc gia của chúng ta ta làm sao biết vì sao mà nàng trốn ra được người muốn hỏi cho rõ ràng thì cứ tìm nàng mà hỏi tìm ta làm gì chứ nếu ta có thể hỏi nàng ta còn tìm ngươi sao? Huh. Hùng hằng, nguyết hắn một cái, mạnh hạo đông, càng thêm điên cuồng. Ngươi thật sự không biết hay là giả dờ không biết. vị đại tiểu thư kia là bảo bối trong lòng của lão phù. Sao lão phù có thể dùng hình đối với nàng? Nếu vậy, cả một đời của lão phù cũng đừng nghĩ đến được vật kia. Thở hổn hển từng ngụm, lạc dân hải nhìn ánh mắt của hắn cười nhạo. Thì ra là thế, đây chính là thánh giả, chủ thánh sơn, chỉ là một kẻ mạnh hiếp yếu thôi ngươi không có thể trêu vào nàng lại đi ngược đãi ta <laughs> lão tử cái gì cũng không biết đâu một quyền nện xuống đầu của lạc dân hải nhất thời ngước lên phun ra một ngụm máu lớn bên trong xen lẫn mấy cái chiếc răng dở dụng tiểu tử không biết trời cao đất rộng sao dám xưng lão tử dài hả hả lạnh nhạt nhìn hắn mạnh hạo đông phất tay quay người rời đi hiện tại người của hoàng dực càng lúc càng lớn mật ngay cả thằng quy của thánh sơn cũng dám xem thường xem ra cũng nên cho bọn họ biết một chút thế nào là hoảng sợ chứ nói xong mạnh hạo đồng đẩy cửa sắt đi thẳng ra ngoài nhìn cái bóng lưng dần rời xa kia lạc dân hải không khỏi bật cười một tiếng thở dài một hơi cảm thấy nhẹ nhàng xem ra trác đại ca nói đúng cái lão gia quả này không có dám đánh Quynh thành tỷ như vậy ta yên tâm rồi chậm rãi hai mắt nhắm lại, lạc dân hải rủ đầu xuống, ngất đi, nhưng mà khóe miệng mang theo một nụ cười vui vẻ. Một nơi khác, mạnh hạo đồng đi ra khỏi mật thất, bên người xuất hiện hai cái đạo nhân ảnh, cùng kính theo bên cạnh hắn. Không có thèm liếc nhìn bọn hắn, mạnh hạo đồng lạnh lùng nói, nhà đầu kia thế nào, có xảy ra cái chuyện gì không? Khởi bẩm sơn chủ, ngài yên tâm đi, ngoại trừ nàng muốn gặp tiểu tử bên ngoài kia cũng không có gì lớn. Vậy là tốt rồi, các người nhớ kỹ, phải dùng lễ mà đối đãi với nhà đầu này, nếu không chúng ta không có chiếm được gì cả. Yên tâm đi, Sơn Chủ, chúng ta biết, theo sách cổ cô ghi, đồ vật trong cơ thể của nàng, ngoại trừ nàng thực tâm thực ý giao ra, nếu không ai cũng không có động vào được. Chúng ta nhất định sẽ không có để cho cô nương kia phản cảm với chúng ta. Ừm, hiểu là tốt. Gật gật đầu, Mạnh Hạo Đông lấy ra một khối giải lụa cha cha vết máu trên tay chỉnh quần áo một chút nở nụ cười hiền lành mới theo thủ hạ đến trước một khuê phòng tinh xảo nhẹ nhàng gõ cửa nói Quynh thành lão phu có thể vào không vào đi trong phòng phát ra một giọng nói lạnh băng mạnh hạo đông cười một tiếng lắc đầu nhanh chóng đẩy cửa tiến vào một bóng người đáng yêu xuất hiện trước mặt của hắn không ai khác chính là sở Quynh thành Nhìn thấy hắn tiến vào, sở khuynh thành bước lên phía trước hai bước dội la lên. Dân hải đâu? Người nhốt hắn ở đâu rồi? Yên tâm đi khuynh thành. Lạc công tử là bằng hữu của người, lão phu đương nhiên lấy lễ đối đãi rồi. Hắn đang an tâm, làm khách trong phủ, không có việc gì đâu. Ta, ta muốn gặp hắn. Hai mắt của nàng xem xét xung quanh, sở khuynh thành dội la lên. Nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh hạo đông cản trước người của nàng, giọng nói không còn hòa ái dễ gần, so với vừa rồi như là hai người khác nhau. Khó mà làm được, nam nữ thủ thủ bất thân, tuy người cùng phong nhi chưa có thành thân, nhưng mà lão phu xem người như là con dâu mà đối đãi Sao có thể tùy tiện để cho người liên quan đến một nam nhân xa lạ? Nếu để cho người thánh sơn nhìn thấy, còn ra cái thể thống gì? Ai? Ai là con dâu của ngươi? Nhi tử ngươi đã quỳ thiên rồi, ta cùng với thánh sơn các ngươi không có một chút liên quan nào hung hăng hơi dùng tay sở huynh thành cả giận nói nhìn nàng thật sâu mạnh hạo đồng thở dài xem ra con của ta cùng ngươi có duyên mà không phận có lẽ ngươi không biết lúc nó từ bên ngoài trở về thánh sơn đã kích động thế nào đã vui vẻ kể rõ chuyện của các ngươi cho tới bây giờ ta chưa có từng thấy nó vui vẻ như thế biết con không ai ngoài cha ta biết nó thật tâm yêu mến người đừng giả dờ, ngươi cho là ta không có nghe thấy nhi tử của ngươi trò chuyện với sư phụ của ta sao yêu mến ta chẳng phải là gì có mục đích khác với thân thể của ta sao sở khuynh thành cười lạnh nhưng lại không có thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài bởi vì nàng biết hiện tại mạnh hạo đông không có biết quỷ kế của hắn đã bị vạch trần sẽ còn giả dờ giả dịch nếu biết khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của hắn đã sớm bị nhìn thấu, chắc chắn sẽ không có chuyện ôn hòa với nàng. Vì cứu lạc dân hải, cũng vì sự an toàn của tất cả mọi người, lạc gia, nàng chỉ có thể tiếp tục giả dờ. Chương 1399 Mấy con kiến hồ các người Ở cùng với trác phàm trong lạc gia một thời gian, ta cũng trở nên âm hiểm hơn. Không đúng là trở nên thông minh hơn. Trong lòng quán thầm, sở khuynh thành trầm ngâm một chút đột nhiên cười rạng rỡ cúi đầu trước mạnh hạo đông nói mạnh sơn chủ ta may mắn được ngài nâng đỡ nhưng mà đối với lệnh công tử cũng không có tình cảm xin ngài buông tha cho chúng ta tương dương hữu mộng thần nữ vô tâm chuyện này chỉ có thể nói phong nhi không có phúc khí này sao có thể trách sở cô nương mạnh hạo đông bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ trong mắt tản ra ưu thương vô tận chỉ trách người cha là ta đây nhi tử chết thảm như vậy cũng chỉ rơi lệ dù ít không có làm được gì cho hắn trong lòng thật sự là hổ thẹn sở cô nương nếu cô nương biết chân tướng chuyện khuyển nhi bỏ mình thì báo cho lão phu một tiếng lão phu xin cảm tạ nói xong mạnh hạo đông cúi người bái lại sở Quynh thành thật sâu cực kỳ khiêm tốn sở Quynh thành mới giật mình dội dàng đỡ dậy không dám không dám tiền bối khiến cho tiểu nữ tổn thọ mất không có đây là lễ xin cô nương nhận cho nếu quan tình của huyện nhi có thể giải lão phu sẽ quỳ bái cô nương như là ân nhân vẻ mặt vô cùng chân thành thậm chí trong mắt của hắn như khóc lóc cầu xin nhìn hắn thật sâu sở huynh thành tỉ mỉ suy nghĩ nếu không phải sớm biết mục đích của bọn họ thì màn biểu diễn chân thành tha thiết này nàng sẽ cảm động mất rồi nhưng mà dù vậy lúc này trong lòng của nàng hiểu rõ mọi chuyện đối mặt với tình cảnh này trái tim vẫn có một chút xúc động. Tình phụ tử sẽ không có thể giả được. Cho dù chính nàng đồng tình với hắn, nhưng mà việc có quan hệ với Trác Phàm nàng tuyệt đối không thể tiết lộ. Bỗng nhiên, Mạnh Hạo Đông che chỗ trái tim, thân thể đột nhiên ngã xuống mặt đất. Trong nhảy mắt, sắc mặt tái nhợt, sở huynh thành nhìn thấy, càng thêm kinh hãi dỗ dàng đến bên cạnh hắn. Tiền bối, ngài sao giấy? Sợ, sở, sở cô nương, ta không được rồi ngươi có thể đồng ý với ta một việc không mạnh hạo đông thở hổn hển run rẩy nói sở khuynh thành không có hiểu gì cả cũng nhanh nói ngài ngài nói đi chính là cái này tặng cho ngươi nói xong trong tay của mạnh hạo đông chợt xuất ra một dòng ngọc năm màu đưa lên không lưu loát nói đây đây là cổ hoa ngọc lấy được từ hải quyền thâm lâm trên trăm vạn năm mới có thể thành một khối nó có tác dụng khai mở thần trí, tăng cường đột phá sức mạnh thần hồn. Cho dù người có tư chất thấp, có ngọc này kề bên, cũng có thể thành công đến hàng ngũ thánh giả, bảo bối dù giá đó. Mi mắt khẽ rung, sở khuynh thành vô cùng kinh ngạc. Ta nghe nói, hải quyền thâm lâm tiếp giáp với giữa hải linh thú cùng với phi điểu linh thú. Có rất nhiều linh thú cấp 11-12, cho dù là thánh giả cũng không có dám xông vào Thứ này từ đâu mà có chứ, thật sự quá trân quý. Đúng vậy, rất trân quý. Hít một hơi thật sâu, dường như có một chút khí lực. Mạnh Hạo Đông tiếp tục nói, những linh thú ở đó rất quan tâm đến chuyện này. Dù sao, khai mở linh trí cũng có nghĩa là bọn chúng tiến cấp, sao có thể để cho người ta tùy tiện cầm lấy đi. Lần trước, Thất Thánh Sơn mạnh mẽ xông vào, tổn thất nặng nề mới có được một chút chiến lợi phẩm này bây giờ ta tặng cho ngươi như vậy càng không được một vật trân quý như vậy ta không có thể lấy rồi cũng bởi vì trân quý cho nên mới càng phải đưa cho ngươi xem như ta thay cho phong nhi tiễn ngươi đi hả mạnh hạo đông ho khan không ngừng liên tiếp phun ra một ngụm máu đỏ thẳm hắn suy yếu nói ngươi không biết dòng tay này ta xem như là một vật gia truyền đưa cho vợ tương lai của phong nhi nhưng mà vì thấy nó chung tình với ngươi nên ta thay nó đưa cho ngươi nào ngươi nhận lấy đi nói xong mạnh hạo đông mạnh mẽ đeo lên tay cho sở quynh thành nhưng mà sở quynh thành vẫn như cũ không ngừng lắc đầu không được ta không có thể nhận đâu khuynh thành ngươi quên lần trước ngươi đã đồng ý với lão phu chuyện gì sao nếu như ngươi không nhận lão phu sẽ tiêu diệt lạc gia sở khuynh thành vô cùng khó xử nhưng mà cũng không dám từ chối nữa Thấy vậy, Mạnh Hạo Đồng vui vẻ cười, sau đó liên tục ho khan dài tiếng, thân thể càng thêm suy yếu. Sở Khuynh Thành ở một bên, nhìn đến luống cuốn tài chân, không biết nên xử trí thế nào đây. Có lẽ động tĩnh nơi này làm kinh động đến bên ngoài. Rất nhanh, có hai tên thủ hạ liền đột ngột xông tới. Nhìn thấy cái bộ dạng của Mạnh Hạo Đồng như thế, vô cùng sợ hãi, dỗ dã cuối người lo lắng hỏi. Sơn chủ, ngài không sao chứ? không có việc gì ta có khả năng không được khóe miệng run rẩy mạnh hảo đông nhìn về phía sở Quỳnh thành qua tay khuynh thành bây giờ ngươi có thể đi rồi đi sao đúng vậy tâm nguyện ta đã xong rồi ngươi có thể đi mạnh hảo đông cười ra nước mắt nói từ khi mà phong nhi đi ta chỉ có hai tâm nguyện một là điều tra ra nguyên nhân cái chết của phong nhi báo thù cho nó hai là đem cái dòng ngọc này đeo lên người của Phong Nhi thích. Tâm nguyện thứ hai quan trọng nhất, bởi vì ta giúp cho Phong Nhi hoàn thành tâm nguyện, bây giờ trong lòng của ta cũng rất nhẹ nhõm. Thở dài một hơi, Mạnh Hạo Đông vui vẻ cười cười, hai con người hơi rũ xuống như sắp qua đời. Hai thủ hạ nhìn thấy liên tục kêu to, thương tâm rơi lệ. Sơn chủ, sơn chủ, ngài không có thể cứ vậy mà đi chứ. Tiền bối, tỉnh lại đi, dội giả lại hắn, sở khuynh thành, không hiểu nhìn về phía hai người kia nói, tiền bối không phải là thánh giả đỉnh phong sao, làm sao mà đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy. Liếc nhìn nhau, hai người kia thở dài nói, cô nương không biết đó thôi, từ khi mà thiếu chủ qua đời, sơn chủ lo lắng, sầu não quất ức, buồn bã, cho nên lúc luyện công xảy ra sự cố, khiến trong lòng ngưng trệ, tâm ma quấn thần, tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược đang thạch dược vật không có trị được đâu. Cho dù thánh giả đỉnh phong thì như thế nào? Nếu không có ý chí sống thì cái chết cách không xa. Mì mắt khẽ rung, sở khuynh thành nhìn về phía mạnh hạo đông tràn đầy xót thương. Tuy người này có lúc hung hãn nhưng đối với nhi tử là thật tình thật ý. Bây giờ Sơn Chủ qua đời không biết đệ lục Thánh Sơn sẽ trở nên thế nào. Trong môn phần tranh lại khiến cho không ít sinh linh đồ tháng rồi nếu có thể chúng ta đều nguyện ý chết thai sơn chủ hai thủ hạ kia khóc lóc nước nở nhìn về phía sở huynh thành nói cô nương trước khi mà sơn chủ lâm chung nói để ngài xuống núi ta đi an bài một chút để cho ngươi cùng với lạc công tử rời khỏi nơi đây sau đó chúng ta sẽ làm tan sự cho sơn chủ không có tiện tiện khách do dự một chút sở huynh thành suy nghĩ nói không cần quá gấp ta muốn lưu lại đưa tiền bối một đoạn đường thế nào sơn chủ bắt sở cô nương lên núi cô nương không có hận sơn chủ sao sao mà lại hận hắn từ đầu đến cuối hắn đối với ta cũng không tệ thậm chí hắn như vậy mà chết đi trong lòng ta vẫn có một chút đau thương nói như vậy ngài không có muốn sơn chủ chết sao đương nhiên thở dài một hơi sở huynh thành buồn bã nói nói ra hắn cũng xem như là một người tốt vì nhi tử đã chết mà thương tâm đến tình trạng này cũng khiến cho người ta xót thương. Nếu có thể, ta thật muốn cứu hắn một mạng. Nhìn lẫn nhau, hai người thủ hạ âm thầm gật đầu, sau đó nói: Nếu cô nương có suy nghĩ như vậy, không ngại thử một lần chứ? Có sự thiện tâm của cô nương sẽ khiến sơn chủ khôi phục thì sao? Dù sao trong lòng của sơn chủ đã xem người là con dâu rồi, không có nhi tử, hắn còn yêu thương người hơn. Nếu không, hắn sẽ không có tặng bảo vật đệ lục thánh sơn cho ngươi rồi nhìn cái dòng ngọc trên tay rồi lại nhìn hai người. Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu. Sau đó liền nắm chặt tay của Mạnh Hạo Đông dẫn khởi nguyên lực chuyển cho hắn. Tiền bối, ngài chịu đựng, tuyệt đối không có nên chết. Không có phản ứng, Mạnh Hạo Đông vẫn không có thức tỉnh. Hai người thủ hạ nhìn nhau dội dàng nói. Sở cô nương, cố lên, ngươi làm được mà. Chỉ cần ngươi có thể tháo mở khúc mắt trong lòng của sơn chủ, đánh thức ý thức của ngài là được rồi. Bình tĩnh gật đầu, sở khuynh thành một lần nữa hô to, nguyên lực không ngừng vận chuyển, đầu đầy mồ hôi nhưng mà rất nhanh muốn khô kiệt. Hai người thủ hạ ở một bên nhìn thấy, trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Sở Cù nương, thật xin lỗi, chúng ta không có giúp được gì rồi, sơn chủ thân với người nhất. Cũng chỉ có nguyên lực của người là khiến cho ngài tỉnh lại chúng ta sợ nguyên lực của chúng ta chuyển đi lại lẫn lộn không có hiệu quả dù sao sơn chủ cũng đã bị tâm bệnh cũng không phải là do thân thể bị thương ta hiểu được mà cố gắng chịu đựng sở khuynh thành cố hết sức chuyển giận nhưng mà sau lưng mồ hôi ra ướt nhẹp nhưng mà vẫn không có tác dụng hai thủ hạ nhìn thấy cũng khẩn trương tiếp tục cổ vũ sở cô nương ngươi nhất định là phải toàn tâm toàn ý cứu chữa lòng thành nhất định sẽ làm cho sơn chủ tỉnh lại đó cố lên mạnh mẽ gật đầu sở khuynh thành mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng mà nguyên lực đã khô kiệt không có một chút phản ứng nào sau cùng lạch một tiếng sở khuynh thành mệt mỏi ngã xuống đất ngất đi hai người bên cạnh nhìn thấy mà sững sờ sau đó bất đắc dĩ thở dài nhìn về phía mạnh hậu đông nói sơn chủ nàng đã hết sức rồi nhưng mà dường như cái đồ vật kia cũng chưa có đi ra Xem ra, nếu không phải là cực hạn thật lòng, giật kia không có xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt, trở nên hồng hào. Hai con mắt của Mạnh hạo Đông mở lớn ra, bắn ra hai cái đạo lãnh mang. Ngồi dậy, nhìn sở Quynh Thành ở một bên, hai tay nắm chặt cắn răng nói. Ta đã sớm nói, để cho Phong Nhi cùng với nàng ta yêu đến chết đi sống lại. Sau đó mới giả vờ chết để mà rút giật kia ra. Khi đó, nhất định sẽ thành công bây giờ tuy nha đầu này muốn cứu ta cũng không có thành tâm thành ý tới mức dùng tính mạng để mà cứu thì cái vật kia làm sao mà đi ra được bất đắc dĩ nhúng nhúng dài hai người kia không có nói lời nào không kiên nhẫn phân tài mạnh hạo đồng đứng lên trước tiên để cho nàng ta nghỉ ngơi sau đó lại nghĩ biện pháp còn nữa người đi lạc ra một chuyến đi xem cái tên trác phàm kia trở về chưa nghe nói hai người bọn họ rất là yêu nhau có khi phải dùng đến cái tên tiểu tử kia để bức vật này đi ra. Sơn chủ, nếu sợ cô nương vì tiểu tử đó mà lấy cái vật kia ra, nhưng mà lại chạy vào trong cơ thể của tiểu tử kia, như vậy chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Đần độn, ngươi không biết tai mắt lanh lẹ, thừa dịp cái đồ vật kia vừa ra, còn chưa có tiến vào trong cơ thể của người khác, mà đoạt trước sao? Hùng hăng, quất thắng một cái, mạnh hạo đồng lên tiếng mắng chửi. Thế nhưng lời của hắn vừa dứt, một tiếng mỉa mai chế diễu đột nhiên gian vọng bên tai của mọi người. Dám nghĩ đến đế cảnh đại đạo sao? Bằng vào mấy con kiến hồi các người mà cũng xứng sao? Chương 1400 Cao thủ thần bí Người nào? Trong mắt coi rụt lại, mạnh hạo đồng hét lớn lên một tiếng. Không có câu trả lời, trên cửu thiền một đạo kiếm cương mạnh mẽ đột ngột giáng xuống. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo Đông không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tiếng ầm ầm vang vọng, toàn bộ phòng ốc trong nháy mắt đã nổ tung tóe, quá thành bột mịn. Kiếm khí phong bạo cường đại đột ngột xoay chuyển, Mạnh Hạo Đông cùng với hai thủ hạ nhất thời bị đánh bay ra bên ngoài, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Chờ phong bạo lắng lại, mở mắt nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt đã bị san thành bình địa, không có một ai. Mạnh Hạo Đông cứng cổ ngẩng đầu nhìn lên, hai con mắt trống rỗng lại nhìn bốn phía, cũng không hề phát hiện cái thứ gì. Bỗng dưng, toàn bộ thân thể của hắn đều đang run rẩy. Cao thủ, thế này hắn chưa có từng gặp qua. Từng tiếng xé gió vang lên, nghe động tĩnh, những cao thủ của Thánh Sơn cùng nhau chạy tới nơi này. Thấy Mạnh Hạo đồng liền mới dội dàng đến trước mặt của hắn, hỏi hàng ân cần. "Sơn chủ, vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì, ngài không sao chứ?" "Ta không sao." đầu lưỡi cứng đờ mạnh hạo đông trầm ngâm một chút chợt nhớ tới cái gì mới dội vàng xông ra khỏi đám người nhìn về phía mảnh đất quan du tìm kiếm trong khu phế tích cả nửa ngày mới cả kinh nói người đâu sở khuynh thành đâu hai người thủ hạ nhìn quanh một chút không người cúi đầu sơn chủ có khi nào nàng ta đã bị giết chết trong một chiêu vừa rồi không không có khả năng một chiêu kia chỉ che mắt của chúng ta không quý giết người nếu không ba người chúng ta cũng chết không có chỗ chôn rồi mạnh hạo đồng lo lắng nói mấy người vừa chạy đến còn chưa có hiểu rõ chuyện gì vội không người hỏi xin hỏi sơn chủ vừa rồi xảy ra cái chuyện gì có người đến thánh sơn cứu sở Quynh thành đi hai con mắt của mạnh hạo đồng hiếp lại nghiến răng nói nhưng mà giọng nói không có lưu loát thậm chí còn có một chút hoảng sợ mọi người nghe vậy cũng giật mình không thể tin quát lớn chuyện này sao có thể thánh sơn chúng ta thủ vệ nghiêm mật cho dù là thánh giả thánh sơn muốn tiến vào cũng tuyệt đối không có khả năng dù thành dù tức đi vào làm sao mà người này tới đây chúng ta không có phát giác chứ mà kỳ quặc nhất là hắn có thể bắt người ngay trước mặt của sơn chủ còn biến mất không thấy đâu đúng vậy người này thật là đáng sợ chưa từng thấy bao giờ mạnh hạo đồng nuốt một ngụm nước bọt lau mồ hôi lạnh trên trán kiên kỵ nói một người có thể tùy tiện tới lui thánh sơn còn trêu đùa bản tọa mà không có sợ mất mạng sao thực lực của người này sâu không lường được chẳng lẽ con của ta bị hắn giết hắn cũng vì cái thứ trong cơ thể của nha đầu kia liếc nhìn nhau mọi người cũng không hiểu sơn chủ nếu người này thật sự cường đại như thế thù của thiếu chủ chẳng phải là hiện tại con nói thù chứ không thù gì nữa không kiên nhẫn quát tai mạnh hạo đồng đỡ trán buồn muốn bạc tóc điều quan trọng nhất lúc này là cao thủ thần bí kia cũng muốn đồ vật như vậy chúng ta có thể giành được sao mà từ lúc nào thánh dực lại xuất hiện tu giả mạnh như vậy thật là khiến cho người ta bất ngờ mạnh hạo đồng lắc đầu thở dài đầu gục xuống mọi người cũng buồn bã lo lắng trong lòng xót xa không biết tương lai thế nào đây bảo bối sở khuynh thành bọn họ đã nhìn chầm chầm trăm năm Kết quả đã bị nhân vật thần bí tùy tiện bắt đi Chẳng khác nào lấy vỏ trúc mà múc nước Cùng một thời gian Trong mật thất tầm tối Lạc dân hải suy yếu Bị đóng trên thập tự giá Hơi thở mỏng manh. Một tiếng nổ giang Cửa sắt đã bị một chân đã dằn Lạc dân hải giật mình Dương mắt nhìn lên Vui mừng hô lớn Trác đại ca Rốt cuộc huynh cũng đã đến rồi Shhh, Đừng có nói chuyện Chúng ta tới cứu người thủ thế im lặng trác phàm cùng với kiếm đồng lập tức đến bên cạnh lạc dân hải nhanh chóng rút cái đinh bén nhọn ra xuất ra một viên liệu thương đan cho hắn ăn vào khuynh thành ở đâu lạc dân hải mới chậm rãi lắc đầu không biết nữa sau khi mà chúng ta tới thánh sơn Liên đã bị phân ra giam giữ nhưng ta nghĩ bọn họ không có hành hạ khuynh thành tỷ quỳnh yên tâm đi ta biết bọn họ có ý đồ với khuynh thành đương nhiên không có hành hạ giống như ngươi rồi khẽ cười một tiếng, trác phàm vỗ vỗ cánh tay của Lạc Dân Hải, trong mắt lóe lên tia nhìn tàn nhẫn. Giấc giả rồi, huynh đệ, nhưng mà rất nhanh, đại ca sẽ báo thù cho ngươi, để cho bọn hắn trả lại gấp 10 lần. Mỉm cười, Lạc Dân Hải gật đầu. Tuy nhiên, xem lời này của Trác Phàm chỉ nói cho có thôi, đây là Thánh Sơn, cao thủ như mày, huynh làm được bọn họ cái gì chứ? Coi chừng là bản thân bị phát hiện, bị chém thành bùng nhão cũng không chừng nhưng nhiều năm như vậy rồi lạc vân hải vẫn một mực tin tưởng người đại ca này chỉ cần là hắn dám nói thế thì nhất định nắm chắc mặc kệ đối thủ là ai cổng lạc Dân thường bị thương trên lưng tráp phàm ra hiệu cho kiếm đồng đi trước dò đường hành động nhẹ nhàng tránh rút dây động rừng coi chừng kinh động đến mấy cái lão gia quả kia dù có muốn đánh nhau cũng phải tìm thấy quynh thành bảo đảm an toàn mới được còn biết rồi phong cách hành động của cha con hiểu mà. Tuyệt không có để nhược điểm của chúng ta nằm trên tay của bọn họ. Kiếm đồng, bình tĩnh gật đầu. Lạc dân hải nghe vậy hơi nghi hoặc nói. Trác đại ca, một canh giờ trước không phải là các huynh đã tạo ra cái chấn động lớn sao? Làm sao còn không rút dây động rừng? Ta đoán chừng hiện tại là bọn họ đã xúc động rồi. Một canh giờ trước, mài nhíu lại, trác phàm ngạc nhiên nói ta cùng với kiếm đồng vừa mới đến mà thôi một canh giờ trước chúng ta còn ở ngoài ngàn dặm sao có thể gây ra động tĩnh ở chỗ này nói như vậy lúc đó rung động mạnh không phải là do các huynh làm sao dĩ nhiên không phải rồi trác phạm ta giống người lỗ mãn vậy sao hai người các ngươi đều chưa có cứu ra được ta làm chuyện đó không phải sẽ bị cản trở sao mỹ mắt nhướng lên trác phàm mới giật mình à đúng rồi thời điểm này ngoài chúng ta ra còn ai dám gây sự với Thánh Sơn? Có khi nào bọn họ nổi đấu không? Trong lòng hồ nghi, Trác phàm mới nhìn về phía kiếm đồng. Suy nghĩ một chút, kiếm đồng lắc đầu nói, không thể nào, nổi đấu, sao phòng ngự trận đều rút lui? Con cũng cảm thấy là kỳ quái, đường đường là Thánh Sơn, mà ngay cả trận pháp phòng ngự cũng không có. Thật quá khinh địch rồi, tưởng bên ngoài không có dám tấn công bọn họ sao? Thì ra có địch bên ngoài xâm nhập, sớm đã bị phá rồi cha lần này chúng ta có vận khí thật tốt còn có người thay cho chúng ta đánh tiên phong rồi cho nên chúng ta cùng nhau đi tới mới không có gặp tuần tra đúng là quá thuận lợi thế nhưng đến tột cùng là ai làm chứ ánh mắt của trác phàm hiếp lại trong lòng nghi hoặc như cũ trong toàn bộ thánh vực có năng lực địch cùng với thánh sơn không có bao nhiêu người mà cha quản nhiều như vậy làm gì dù sao hiện tại thánh sơn đang loạn chúng ta có thể thừa cơ cứu người. Gật gật đầu, trác phàm không có nghĩ nhiều nữa. Nói đúng, tranh thủ thời gian tìm Khuynh Thành, sau đó chúng ta không có còn gì để lo lắng. để lục Thánh Sơn này cũng nên biến mất khỏi Thánh Dược luôn đi. Khóe miệng, xẹt qua một nụ cười tà dị, trác phàm nhanh chóng cổng lạc dân hải rời đi, kiếm đồng hộ vệ bên cạnh. Nhưng mà vừa ra khỏi mật thất, đi chưa có được mấy bước, một tiếng hét lớn đột ngột truyền đến tai của ba người các ngươi là ai dám cướp tù sao là hoàng giai mà lại là đỉnh phong hả không có để ý đến người kia trác phàm cùng với kiếm đồng liếc nhìn nhau mỗi người một câu cùng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt ngay sau đó dèo một tiếng kiếm đồng nhất thời lóe lên quá thành một đạo ánh đen trong nháy mắt xuyên qua thân thể của người kia một tiếng ầm vang thân thể của tên kia bị chia năm xẻ bảy kiếm đồng phủi tay khinh thượng nói Hiện tại tu giả của Hoàng Giai trước mặt bản thiếu gia không có đáng để ý rồi. Thế mà lại dám hô to gọi nhỏ cản đường chúng ta, muốn chết sao? Lớn mặt. Thế nhưng đúng lúc này lại có một tiếng hét thật lớn vang lên. Tiếp đó, từng trận tiếng gió rít qua, khí tức của mấy trăm cường giả đột ngột xuất hiện trước mặt của mọi người. Trác Phàm nhìn thấy sắc mặt hơi trầm xuống, khẽ cắn môi. Bà mẹ người, gấu sao? Đều là tu vi thánh giả, ngọn thánh sơn này quả nhiên đầm rồng hang hổ thánh giả nhiều như vậy cha làm sao bây giờ lao ra hay là dẫn diệt bọn họ kiếm đồng lắc mình trở lại bên cạnh trác phàm nhỏ giọng nói trác phàm suy nghĩ một chút khó có thể lựa chọn lão tử tới đây chính là muốn diệt bọn họ tạo quy danh lớn mạnh nhưng mà bây giờ quynh thành còn chưa có tìm được không dám ra chiêu nếu không chạy trước rồi nói vậy chỉ dùng thánh thân của cha cùng với ma kiếm con hợp lực tin tưởng là bọn họ ngăn không có được chúng ta kiếm đồng gật đầu đề nghị thở sâu trác phàm đồng ý hát khí toàn thân đang dần dần phóng xuất đi ra định thả ra thánh thân tuy với công lực hiện tại của hắn quần ẩu với một đám thánh giả chỉ sợ là bọn họ làm hao tổn mà chết ở chỗ này nhưng muốn giết ra một đường máu để mà chạy thoát cũng không phải là gì khó Thế nhưng ngay tại lúc này, một người nam nhân đứng ra hét lớn một tiếng, nói ra một câu quyết định toàn bộ vận mệnh đệ lục Thánh Sơn. Các người là ai? Có phải là vừa rồi các người bắt nha đầu sở Quynh Thành đi không? Nói, cái gì? Quynh Thành đã không còn ở đây sao? Trác Phàm nhất thời hiểu rõ, xem ra có người sớm cứu Quynh Thành. Tuy không biết là ai, mục đích là gì, nhưng mà chỉ có một điểm hắn biết, chắc chắn Quynh Thành không có ở chỗ này hắn có thể xuất thủ đại sát tứ vương mà không hề cố kỵ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhìn người phía trước cười nói, Ngươi là ai? Vừa rồi ngươi nói sự thật sao? Bổn tọa chính là đệ lục sơn chủ Thánh Sơn, Mạnh Hạo Đông. ngẩng đầu, Mạnh Hạo Đông quát to. Vừa rồi chỉ có một đạo kiếm cương kia hạ xuống, phòng giam giữ của sở Quynh Thành đã bị sang thành bình địa. Ngươi cũng không thấy, có phải là các ngươi làm không? hay là các ngươi biết chuyện như thế nào nói hai mắt của trác phàm xoay quanh tiêu quá tin tức một chút cuối cùng hiểu rõ cười nhạt nói xin lỗi chúng ta không có biết vừa rồi nơi này phát sinh cái chuyện gì chúng ta chỉ tới đón gia chủ của chúng ta về phủ thôi gia chủ sao mạnh hạo đồng nhíu mày nhìn lạc dân hải sau lưng của trác phàm nhất thời hiểu rõ tất cả thì ra là thế các ngươi là người của lạc gia <laughs> Tò to gan chỉ có một gia tộc nhỏ trong hoàng dực mà dám chạy đến thánh sơn cướp người không sợ bị họa diệt tộc sao diệt tộc hả trác phàm cười lớn chỉ sợ lo lắng kết cục này không phải là lạc gia chúng ta mà chính là đệ lục thánh sơn của các ngươi đó các bạn vừa nghe xong tập 272 ma hoàng trọng sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt